Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc hội của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 gồm đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Vũ Hồng Phương, Phó Tránh Văn phòng Tỉnh ủy ông Thân Công Thanh, trưởng phòng tổng hợp, văn phòng tỉnh ủy. Ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, các cử tri tham gia nhiều ý kiến, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm và tán thành cao đối với từng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhất trí tán thành của 100% cử tri đối với từng người được giới thiệu ứng cử. Còn tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, trên cơ sở nghiên cứu tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định về những người không được giới thiệu ứng cử, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất tín nhiệm giới thiệu đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ tập trung vào công tác thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bằng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc nếu có của người tự ứng cử, nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử. Sau hội nghị này, từ ngày 20 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thành lập 4 đoàn giám sát tiến hành công tác kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại mặt trận tổ quốc các địa phương. Vừa qua đoàn kiểm tra công tác bầu cử của tỉnh do đồng chí Giang Seo Vân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Văn Bản và huyện Bảo Thắng tại huyện Văn Bản. Qua kiểm tra cho thấy địa phương đã chủ động bám sát kế hoạch của tỉnh, thực hiện các nội dung, các bước theo đúng tiến độ. Huyện đã thành lập 7 đơn vị bầu cử cấp huyện, hai đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Tại huyện Bảo Thắng, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện đã thống nhất tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 là 106 người và Hội đồng Nhân dân các xã, thị trấn là 1 người. Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Văn Bản và huyện Bảo Thắng cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền vận động để cử tri và nhân dân hiểu, tham gia các hoạt động bầu cử một cách đầy đủ, hiệu quả nhất. Chỉ đạo các xã thị trấn, các ngành, đơn vị giải quyết kịp thời những kiến nghị đề xuất của nhân dân, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra đạt kết quả cao nhất và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 3, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề và tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua tiêu biểu là hoạt động giám sát có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Các kết luận kiến nghị sau giám sát có đủ cơ sở thực tiễn và pháp lý, góp phần nâng cao hiệu lực điều hành của bộ máy nhà nước ở địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lý Bình Minh cũng yêu cầu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Bắc Hà trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, phát huy vai trò trách nhiệm trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đến đây bản tin quốc hội của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.